với Roco Clinic, Như Quỳnh không chỉ được chăm sóc toàn diện cho làn da mà còn được các bác sĩ ở đây giúp mình có một thân hình thon gọn hơn. Khi vừa về tới Việt Nam, Như Quỳnh ăn rất nhiều. Giữa công nghệ cấy tan mỡ giúp đánh mỡ từ tầng sâu nhất lại ngăn ngừa hiệu quả quá trình tích mỡ trở lại. Như Quỳnh đang ngồi trước các bạn đây, các bạn có thể thấy được Như Quỳnh thay đổi rất là nhiều và Như Quỳnh vô cùng hãnh diện. Như Quỳnh đi tới đâu, Như Quỳnh được trình diễn cho các trung tâm băng nhạc và Như Quỳnh đều cảm thấy tôi đẹp hơn nhiều đó. Như Quỳnh nói như vậy thì các bạn đừng có nghĩ rằng Như Quỳnh khoe khoang, nhưng mà thật sự đây là những điều mà bác sĩ đã cố vấn cho Như Quỳnh để Như Quỳnh có thể có được một vóc dáng và một gương mặt hoàn hảo đẹp hơn.